Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 2 trong quyển sách tiếng Việt tập 1, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ học bài số 1 trong tuần thứ 14, Chuyện của Thước Kẻ. Các em hãy dỡ sách giáo khoa ra trang số 114. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé khởi động giới thiệu với bạn về một đồ dùng học tập em thích theo gợi ý tên đặc điểm công dụng hoặc các gợi ý khác đây là bài làm mẫu của cô các em hãy dựa theo để giới thiệu với bạn về một đồ dùng học tập của em nhé đây là cái hộp bút màu hồng mẹ tặng tớ vào ngày lên lớp 2, hộp được làm bằng nhựa, dài 20 cm. Tớ đựng nào là bút mực, bút chì, tẩy, gọt bút chì, thước kẻ mà vẫn vừa như in. Tớ rất thích chiếc hộp bút này, nó như một lời nhắc nhở động viên tớ học tập. Tớ sẽ giữ gìn hộp bút thật cẩn thận. Phần tiếp theo của bài học. Bài tập 1. Đọc. Trong bài tập này, cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc bài đọc có tựa đề là Chuyện của Thước kẻ. Trước khi luyện đọc, các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài nhé. Chuyện của Thước kẻ. Trong cặp sách, thước kẻ làm bạn với bút mực và bút chì chúng sống cùng nhau rất vui vẻ. Mỗi hình vẽ đẹp, mỗi đường kẻ thẳng tắp là niềm vui chung của cả ba. Nhưng ít lâu sau, tất kẻ nghĩ bút mực và bút chì phải nhờ đến mình mới làm được việc. Nó thấy mình giỏi quá, ngực cứ ưỡn mãi lên. Thấy đường kẻ bị cong, bút mực nói với bút chì hình như thức kẻ hơi công thì phải nghe vậy thức kẻ thản nhiên đáp tôi vẫn thẳng mà lỗi tại hai bạn đấy bút mực bèn cầm một cái gương đến bên thức kẻ và nói bạn soi thử xem nhé thức kẻ cao giọng đó không phải là tôi nói xong nó bỏ đi và lạc vào bãi cỏ ven đường. Một bát thợ mộc trông thấy thức kẻ, liền nhặt lên, đem về uống lại cho thẳng. Thức kẻ cảm ơn bác thợ mộc, rồi quay về, xin lỗi bút mực, bút chì. Từ đó, chúng lại hòa thuận, chăm chỉ như xưa. Theo Nguyễn Kiên Vừa rồi, Cô đã đọc mẫu bài đọc chuyện của thước kẻ cho các em nghe rồi. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu luyện đọc nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ luyện đọc một số từ ngữ khó trong bài. Cặp sách Rất vui vẻ Thẳng tắp Làm được việc Hơi cong thản nhiên đáp cao giọng trông thấy uống lại xin lỗi hòa thuận chăm chỉ tiếp theo các em hãy cho cô biết bài đọc Chuyện của thước kẻ có tất cả bao nhiêu câu? À, cô đếm được, bài đọc có tất cả 18 câu. Cô sẽ đánh số thứ tự vào từng câu để các em thấy rõ. Tiếp theo, cô sẽ chia bài đọc ra thành 3 đoạn. Đoạn 1, từ câu 1 đến câu 7. Đoạn 2, từ câu 8 Đến câu 14. Đoạn 3, từ câu 15 đến câu 18. Bây giờ, chúng ta sẽ luyện đọc đoạn 1. Chuyện của thước kẻ. Trong cặp sách, thước kẻ làm bạn với bút mực và bút chì. Chúng sống cùng nhau rất vui vẻ. Mỗi hình vẽ đẹp, mỗi đường kẻ thẳng tắp, là niềm vui chung của cả ba. Nhưng ít lâu sau, thức kẻ nghĩ bút mực và bút chì phải nhờ đến mình mới làm được việc. Nó thấy mình giỏi quá, ngực cứ ưỡn mãi lên. Thấy đường kẻ bị cong, bút mực nói với bút chì: Hình như thước kẻ hơi cong thì phải. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc đoạn hai. Nghe vậy, Thước Kẻ thản nhiên đáp, Tôi vẫn thẳng mà, lỗi tại hai bạn đấy. Bút Mực bèn cầm một cái gương đến bên Thước Kẻ và nói, Bạn soi thử xem nhé. Thước Kẻ cao giọng, Đó không phải là tôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc đoạn 3 nói xong nó bỏ đi và lạc vào bãi cỏ ven đường một bác thợ mộc trông thấy thức kẻ liền nhặt lên đem về uống lại cho thẳng thức kẻ cảm ơn bác thợ mộc rồi quay về xin lỗi bút mực bút chì từ đó chúng lại hòa thuận chăm chỉ như xưa cô vừa hướng dẫn các em cách luyện đọc bài đọc chuyện của thước kẻ bây giờ cô yêu cầu các em bấm dừng video lại và đọc lại cả bài đọc một lần nữa cho cô nào khi nào đọc xong các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp các em đã đọc bài xong chưa tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu bài đọc nhé cô có một vài câu hỏi sau câu hỏi thứ nhất ban đầu thức kẻ chung sống với các bạn như thế nào à câu trả lời là ban đầu thức kẻ chung sống với các bạn rất vui vẻ câu hỏi số hai vì sao thức kẻ bị cong để trả lời câu hỏi này các em hãy đọc lại các câu sau có trong bài đọc nhưng ít lâu sau thức kẻ nghĩ bút mực và bút chì phải nhờ đến mình mới làm được việc. nó thấy mình giỏi quá, ngực cứ ưỡn mãi lên. thấy đường kẻ bị cong, bút mực nói với bút chì, hình như thức kẻ hơi cong thì phải. như vậy thức kẻ bị cong là vì thức kẻ kiêu căng, nghĩ mình giỏi nên cứ ưỡn ngực mãi lên. câu hỏi số ba sau khi được bác thợ mộc uống thẳng thức kẻ làm gì vì sao để trả lời câu hỏi này các em hãy đọc lại các câu sau có trong bài đọc một bác thợ mộc trông thấy thức kẻ liền nhặt lên đem về uống lại cho thẳng thức kẻ cảm ơn bác thợ mộc rồi quay về xin lỗi bút mực bút chì từ đó chúng lại hòa thuận chăm chỉ như xưa như vậy, sau khi được bác thợ mộc uống thẳng, thức kẻ cảm ơn bác thợ mộc và về xin lỗi bút mực, bút chì vì thức kẻ đã thấy mình sai. Câu hỏi số 4 Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa của bài đọc? Cô có 3 dòng Khuyên chúng ta nên giúp đỡ bạn bè Khuyên chúng ta không được kiêu căng khuyên chúng ta nên chăm sóc bản thân câu trả lời là dòng chữ khuyên chúng ta không được kiêu căng là dòng nêu đúng ý nghĩa của bài đọc bây giờ cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo của bài học giọng ai cũng hay cùng các bạn đọc phân vai người dẫn chuyện thức kẻ bút mực bây giờ các em hãy cùng với bạn bè của mình phân vai ra một bạn đóng vai người dẫn chuyện một bạn đóng vai thức kẻ và một bạn đóng vai bút mực các em sẽ đọc lại bài đọc chuyện của thức kẻ theo vai cho cô nhé vai người dẫn chuyện cô sẽ dùng ký hiệu bông hoa đây là ký hiệu vai thước kẻ. Đây là ký hiệu vai của bút mực. Các em hãy nhìn theo các ký hiệu cô gắn trên bài đọc. Bấm dừng video lại cùng các bạn phân vai ra và đọc lại bài đọc chuyện của thước kẻ theo vai cho cô nào. Khi nào đọc xong, các em hãy bấm tiếp tục để học tiếp. Các em đã đọc bài xong chưa? À, rất tốt. Phần tiếp theo của bài học. Bài tập 2: Viết. Trong bài tập này, các em sẽ tập viết chữ N viết hoa, cỡ nhỏ và viết câu ứng dụng. Nói hay, làm tốt. Các em hãy lấy vở tập viết ra, nhìn lên bảng xem bài viết mẫu của cô và viết phần tập viết này vào vở tập viết cho câu nào Em đã viết bài xong chưa? À, tốt lắm. Tiếp theo, các em hãy dở sách giáo khoa ra trang số 116. Bài tập 3 A à, giải câu đố. Trong phần bài tập này có hai câu đố. Cô sẽ đọc và giải từng câu đố cho các em xem nhé. Câu đố thứ nhất. Nhỏ như cái kẹo, dẻo như bánh dày học trò ngày ngày vẫn dùng đến tớ là cái gì giải đố là cục tẩy câu đố thứ hai da tôi màu trắng bạn cùng bản đen hãy cầm tôi lên tôi làm theo bạn là cái gì giải đố là viên phấn B. Tìm 3 đến 4 từ ngữ chỉ đồ vật và màu sắc của đồ vật đó. Ở đây cô có bài mẫu. Bảng đen. Dựa theo bài làm mẫu, cô tìm được 3 đến 4 từ ngữ chỉ đồ vật và màu sắc của đồ vật đó. Ví dụ như tờ giấy trắng, cây viết xanh, lọ mực đen, cái cặp nâu. Bài tập 4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây. Đặt 2 đến 3 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3. Đây là bài làm mẫu. Em thích quả bóng màu xanh. Bây giờ, các em hãy xem bài làm mẫu của cô và dựa theo để làm bài tập này nhé. Cô sẽ đặt 3 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3. Câu 1. Tờ giấy trắng tinh thơm mùi giấy mới. Câu 2. Đây là cây viết xanh mẹ mua cho em. Cái cặp nâu của em có rất nhiều ngăn. Đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm. Cô có hai câu. Thăng trống sơn màu đỏ Mẹ mua cho em cái giá sách màu nâu. Đây là bài làm mẫu. Cái bảng của lớp em sơn màu đen. Trong câu này, tiếng đen được in đậm, khi đặt câu hỏi sẽ là Cái bảng của lớp em sơn màu gì? Dựa theo bài làm mẫu này, cô sẽ đặt câu hỏi cho câu Thân trống sơn màu đỏ. Khi đặt câu hỏi sẽ là thân trống sơn màu gì tiếp theo câu mẹ mua cho em cái giá sách màu nâu khi đặt câu hỏi sẽ là mẹ mua cho em cái giá sách màu gì bài học của chúng ta đến đây là hết có hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học tiếng Việt lớp 2 trong bộ sách chân trời sáng tạo này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.